Buôn Ma Thuột là thành phố trực thuộc tỉnh Đắk Lắk, nhưng cũng là một vị trí chiến lược quan trọng về an ninh, quốc phòng của khu vực miền Trung Tây Nguyên. Và nơi đây có nhà đầy Buôn Ma Thuột, lưu giữ những trang sử bi thương nhưng rất đỗi hào hùng của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Từ thập niên thứ ba của thế kỷ 20, phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo càng phát triển rộng lớn và mạnh mẽ, thì thực dân Pháp càng tăng cường đàn áp khốc liệt. Chúng xây thêm nhiều nhà tù, trong đó có nhà đày Buôn Ma Thuột để đày biệt xứ và giam giữ những người yêu nước, những đảng viên Cộng sản bị bắt, bị xử án nặng ở các tỉnh Trung Kỳ. Nhìn khu nhà đày ngày nay nằm giữa một khu dân cư đông đúc ở trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột, khó ai có thể hình dung được vào những năm 30 của thế kỷ trước, đây từng là chốn rừng thiêng nước độc. Những ai bị đi đày ở đây thì có ngày đến mà khó có ngày trở về. Nhà đày Buôn Ma Thuột có diện tích gần 2 hecta, được bao quanh bởi 4 bức tường cao 4 mét, dày 40 cm. Phía trên có hàng rào dây thép gai, 4 góc đều có vọng gác. Phía trong có 6 dãy lao tập thể giam giữ tù nhân, cánh cổng duy nhất được mở ra hướng nam. Bên cạnh cổng chính là dãy xà lim kiên cố dùng để giam giữ tù chính trị mà chúng cho là nguy hiểm. Lịch sử đã ghi nhận, nhà đày Buôn Ma Thuột là nơi nổi tiếng tàn ác của thực dân Pháp ở Đông Dương. Trong suốt 15 năm, từ năm 1930 đến năm 1945, hàng ngàn lượt những người yêu nước, những đảng viên Cộng sản đã bị giam cầm, hành hạ một cách dã man cả về thể xác lẫn tinh thần. Khi đi lao dịch ngoài những công trường, những người tù này đã phải chặt những cái tre, những cái chiếc rơi tre hoặc là những chiếc rơi mây cũng đem về nộp lại chính cho quản ngục. Và khi vào chúng cho, khi các tù nhân ở đây đấu tranh như vậy thì chúng cho lính vào đàn áp. Khi vào trên tay những người lính đã cầm những chiếc rơi tre, rơi mây, có thể dài từ 1m2 trở lên. Khi vào, những chiếc rơi mây được gắn những chiếc đinh nhỏ như vậy. Lúc vào thì thả sức đánh. Đến lúc nào những chiếc rơi mây dài từ 1m2 trở lên, còn thấy đúng mức quy định thì đem lại nộp cho quản ngục. Tàn ác khét tiếng nhất tại nhà đày Buôn Ma Thuột chính là tên quản ngục Mohsin Mohammed. Câu cửa miệng của hắn là: ngày nào không đánh đá được lính tráng, không đánh đập, giết chết được phạm nhân thì tối về không ngon cơm. Vì vậy hắn đã dùng mọi thủ đoạn đánh đập tù nhân và cả lính canh địa phương. Sự đày đọa dã man như chốn địa ngục đã khiến tù nhân chết rất nhiều. Điều độc ác hơn cả là khi tù nhân chết, chúng không cho chôn cất mà ném xác ra ngoài bức tường nhà đày cho thú dữ ăn thịt. Thậm chí nhiều tù nhân chưa chết hẳn vẫn còn thoi thóp, cũng bị chúng ném ra ngoài không thương tiếc. Vì thế vào khoảng 3-4 giờ chiều hàng ngày, người ta thường nghe tiếng gầm gừ của hổ báo chung quanh nhà đầy vì chúng đã quen ăn xác tù nhân. Để khuất phục ý chí phản kháng của tù nhân, thực dân Pháp còn sử dụng biện pháp 15 ngày ăn mặn và 15 ngày ăn nhạt. Với chế độ ăn uống như vậy, tù nhân đã kiệt sức rất nhanh và mắc nhiều căn bệnh hiểm nghèo. Chúng thực hiện chính sách tại đây như là khi giam giữ đây là chúng cho ăn là 15 ngày ăn mặn và 15 ngày ăn nhạt. 15 ngày ăn mặn là chúng nấu cho ăn cơm, nấu những thức ăn rất là mặn như là cá pha giòi. Đó, canh thì chúng nấu bỏ muối rất là mặn. Còn 15 ngày ăn nhạt như vậy thì chúng chỉ cho ăn cơm và chỉ uống nước lạ thôi. Chỉ riêng năm 1935, theo các báo chí công khai ở Huế tổng kết, trong số 100 tù nhân chết ở Buôn Ma Thuột thì có 24 người bị sốt rét đái ra máu. Còn trong 100 tù nhân thì 99 người có ký sinh trùng sốt rét trong máu. Trong tình cảnh nhà đầy như vậy, những chiến sĩ Cộng sản vẫn kiên trung, không hề khuất phục. Họ đã đoàn kết để đấu tranh, đòi bọn thống trị phải thực hiện các yêu cầu của họ trong khuôn khổ chế độ tù chính trị,
giữ vững khí tiết và giành lấy sự sống. Cuộc đấu tranh phản đối khủng bố, đánh đập, bắn giết tù nhân ngày càng mạnh mẽ. Có những lúc toàn thể nhà đầy dấy lên những loạt hô khẩu hiệu như sấm, phản đối đánh đập dã man. Có người còn trích máu khẩu hiệu lên tường nhà lao: đả đảo tên giết người Mosin. Ở trong dãy lao, những người tù đã sáng tạo ra nhiều cách để liên lạc với nhau. Bằng những vật dụng thường ngày như đôi đũa, chiếc muôi đã được khoét lõi để giấu tài liệu bên trong. Đôi guốc gỗ giấu sẵn tiền, thuốc men và những giấy tờ cần thiết bên dưới đế để chuẩn bị cho những cuộc vượt ngục. Và đặc biệt, không thể không nhắc tới một phương tiện thông tin liên lạc vô cùng hiệu quả, đó là những viên sỏi. Thì cái hiệu nhất khi mà đã áp như vậy, thì khi các đồng chí này lao dịch vào những công trường, đã lườm những cái viên sỏi về bỏ một góc nào đó. Và khi những người lính này mà được giác ngộ rồi, đó, một số đồng chí được giác ngộ, thì khi mà lườm những viên sỏi này về bỏ một góc, nếu ban đêm một viên ném lên trên mái nhà này sẽ là khâm sứ vào, mà hai viên ném lên là toàn chuyển tới. Và đồng loạt những viên sỏi này nếu lên ném lên trên mái nhà đó, sẽ có một cuộc đàn áp lớn diễn ra tại như vậy. Thì chính vậy mà các đồng chí phải biết những cái âm hiệu đó. Nếu mà có đồng loạt những viên sỏi ném lên như vậy thì chắc chắn sẽ có cuộc đàn áp lớn. Chính vậy các đồng chí sẽ lấy những áo quần mùng mình cũng như là túi trang quấn quanh người đi khi vào tra tấn bớt cái thương vong. Song song với đấu tranh, các tổ chức trong nhà đầy còn mở nhiều lớp văn hóa chính trị quân sự phù hợp với trình độ của từng đối tượng tù nhân và yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng. Báo cáo số 180 ngày 16 tháng 1 năm 1942 của Công sứ Buôn Ma Thuột gửi Khâm sứ Trung Kỳ đã thừa nhận. Sự tuyên truyền giữa các tù nhân ở Buôn Ma Thuột diễn ra thường xuyên đã chỉ rõ nhà đài này quả là một trường cao cấp về chủ nghĩa cộng sản. Biến nhà tù thành trường học để cảm hóa lính canh, các chiến sĩ cách mạng cũng đã học tiếng bản địa và ra một số tờ báo bằng tiếng Ede có tên là Yuan Ede, tức là Kinh Ede. Nhờ những trang báo này, nhiều lính canh người bản địa đã dần hiểu được bản chất của thực dân Pháp. Những trận đòn roi nhờ vậy cũng đã nhẹ đi nhiều, bởi họ đã đánh vào sạp thay vì đánh vào người tù nhân, cho đến khi roi ngắn đi và chính sách lấy người Việt trị người Việt của bọn thực dân đã dần thất bại. Các đồng chí ở tại đây, khi bị giam giữ tại đây, đã tranh thủ học tập và học được tiếng bản địa tại đây, học qua những người lính canh này. Khi mà các đồng chí đã ra thức học tập thì người biết nhiều dạy những người ý nữa, và đã thành lập được một cái chi bộ đảng tại đây. Và cái chi bộ đảng này đã giúp cho cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công nói riêng tại Đắk Lắk và cả nước của chúng ta nói chung. Chi bộ đảng đầu tiên của Đắk Lắk đã được thành lập vào năm 1940 ngay trong nhà đày Buôn Ma Thuột, là dấu mốc quan trọng, là tiền đề để nhân dân các dân tộc Đắk Lắk đứng lên giành chính quyền thành công vào ngày 24 tháng 8 năm 1945. Đặc biệt, vào sáng mùng 1 Tết năm 1944, tại nhà đày đã diễn ra một cuộc duyệt binh của chính các tù nhân, và lần đầu tiên trong lịch sử, lá cờ đỏ sao vàng tung bay ở đây trong âm vang bài hát "Cùng nhau đi hồng binh". Khi cuộc duyệt binh được giải tán, hơn 800 tù nhân tham gia đã xếp thành dòng chữ "Đảng Cộng sản Việt Nam muôn năm". Sau cách mạng tháng 8, trải qua cuộc kháng chiến chống Mỹ cho đến khi đất nước thống nhất, nhà đày Buôn Ma Thuột được giao về cho Ty Công an Đắk Lắk quản lý. Năm 1979, nhà đày được giao lại cho Sở Văn hóa Thông tin quản lý, nay là Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Năm 1980, nhà đày được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận là di tích cấp quốc gia. Giờ đây, nhà đày Buôn Ma Thuột đã trở thành một địa chỉ đỏ, thường xuyên mở cửa đón công chúng đến tham quan, học tập, tìm hiểu về lịch sử của Đắk Lắk nói riêng và của Việt Nam nói chung.